Đảng Cộng sản Việt Nam là một định chế đang suy vong. Những trò hề thay đổi nhân sự căn cứ trên vây cánh của Nguyễn Phú Trọng chỉ làm tiến trình suy vong gia tốc mà thôi. Mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Lê Minh Nguyên với chủ đề Vòng xoáy suy vong của Cộng sản Việt Nam sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Vấn đề của Việt Nam hiện nay là vấn đề thay đổi hệ thống chính trị nó không phải là vấn đề hoài cổ hay nhằm vào việc trả thù dân tộc việt nam cần đoàn kết để giữ gìn độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước để làm được điều này thì cái môi trường xúc tác cho sự đoàn kết để tạo nội lực cần phải sẵn sàng tức là một hệ thống chính trị đương đại thích hợp dung thứ được những bất đồng để cùng nhau bảo vệ sự sinh tồn của quốc gia dân tộc trong tất cả các hệ thống chính trị đã lưu hành thì hệ thống dân chủ pháp trị đã chứng tỏ được khả năng đoàn kết dân tộc, xây dựng nội lực và tạo ổn định chính trị thực sự. Một chính quyền sở dân thì không phải là một chính quyền ổn định, chính quyền là bạn dân mới là chính quyền ổn định, chính quyền do dân chọn ra và nếu người dân không thích thì người dân có khả năng thay đổi được thì mới là chính quyền ổn định dân chủ như người biết bơi độc tài như người đứng trên bờ và sợ nước nếu đứng mãi trên bờ thì không bao giờ bơi được và cứ cho rằng xuống nước sẽ bị sặc nước hoặc bị chết chìm lo sợ dân chủ chỉ gây hỗn loạn và sụp đổ chính trị thì chỉ có được độc tài vấn đề hệ thống là vấn đề nền tảng của độc tài hay dân chủ nhưng lại là vấn đề ít được quan tâm Do bản năng xã hội có luật sinh tồn dẫn dắt, người ta thường quan tâm đến mối tương quan con người và sự giao thiệp người với người bên trong hệ thống, mà ít khi để ý đến cái tai hại của một hệ thống sai lầm đang nhốt họ bên trong. Người ta dễ nhìn ra ông Nguyễn Tân Dũng tham nhũng, nhưng khó nhìn ra hệ thống độc tài độc đảng là sai khi hệ thống đã sai thì người tốt dù muốn tồn tại cũng phải hành xử như người xấu để thích ứng với hệ thống. Cho nên, nếu không ông Dũng thì ông Phúc, ông Bình hay ông Quang cũng tham nhũng, thế thôi. Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông nói dư luận trong đảng đang dấy lên mối lo ngại rằng chống tham nhũng nếu không cẩn thận sẽ làm nhục chí đảng viên không ai muốn làm nữa và trọng nói rằng tư tưởng đó sai nếu ai thấy cản trở nhục chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm có nghĩa là trọng tiếp tục đốt lò để loại các đối thủ của ông trong đảng nhưng ngay sau đó ông bày tỏ sự bất lực than thở về tình trạng trên nóng dưới lạnh trên bão dưới không nghe rõ ràng là trong đảng đang có sự âm thầm liên minh và ngầm chống đối. Việc đốt lọt của ông đang nhắm vào hai thành phố lớn là Đà Nẵng và Sài Gòn. Ở Đà Nẵng, ông dùng đầu dây vũ nhôm tức Phan Văn Anh Vũ để triệt hạ Trần Đại Quang, Tô Lâm và khoảng 12 tướng trong Bộ Công an. Quang bị ung thư máu, tháng 4 năm 2018 lại đi Nhật trị bệnh đó là một hình thức rút lui vì lý do sức khỏe còn tô lâm sẽ bị thay thế bởi bùi văn nam một tướng thứ trưởng công an bảo thủ đáng gồm trung thành với trọng và có thể trở thành ủy viên bộ chính trị trong năm nay còn ở sài gòn ông trọng đang triệt hạ phe cánh của bí thư lê thành hải phe cánh này trong khoảng mười lăm năm qua đã cấu kết với bà trương mỹ lan liên hệ kinh tài với tình Bảo Hoa Nam và đang thao túng bất động sản vùng Sài Gòn. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 4, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam có cuộc họp lấy ý kiến về những đề án sẽ trình lên Hội nghị Trung ương 7 diễn ra trong tháng 5 thay vì tháng 4 như dự trù vì Nguyễn Phú Trọng chưa sắp xếp được nhân sự. Ba nội dung chính là tập trung xây dựng lực lượng cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và cải cách chính sách tiền lương. Trong hội nghị này, có thể là ông Đinh Thế Huynh sẽ chính thức bị loại khỏi bộ chính trị, còn ông Trần Đại Quang thì không tham dự. Theo tin Hà Nội, ông Huynh bị ông Trọng bí mật thu băng cuộc nói chuyện với Đinh La Thăng mà nội dung là ông Thăng hối lộ ông Huynh 500.000 đô la để giúp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Sau hội nghị Trung ương 7, rất có thể ông nguyễn thiện nhân sẽ thay ông trần đại quang năm chức chủ tịch nước ông nhân thì ba phải không có xương sống để thách thức uy quyền ông trọng cho nên trọng an toàn trong việc nhất thể hóa quyền lực đảng và quyền lực nhà nước vào tay trọng bí thư thành hồ sẽ là một trong hai người võ văn thưởng hoặc trương hòa bình ông bình không mặn mà trong vị trí này vì chức vụ này làm ông thấp hơn vị trí hiện tại là phó thủ tướng thường trực và lại dễ bị tai tiếng hơn hơn nữa ông ăn đã no trừ khi bình bị trọng ép phải nhận do đó hầu như võ văn thượng sẽ là bí thư thành hồ qua tiến trình đàn áp hiện tượng tự diễn biến trong đảng qua chiếu bài chống tham nhũng trong đã tạo ra quá nhiều kẻ thù. Những kẻ thù này đang âm thầm liên kết lại và sẵn sàng cho đảng nổ tung để thoát cảnh củi lửa đốt lò. Trọng càng đốt lò thì vòng xoáy suy vong càng tăng tốc độ. Sự sụp đổ của một chế độ đã già cỗi và đang suy tàn đến từ hai yếu tố. Một, lòng dân muốn thoát ra khỏi hệ thống kèm kẹp siêu cao thuế nặng như hiện nay, và hai, thượng tầng lãnh đạo bị chia rẽ không thể nào hàn gắn được như các phe phái trong đảng đang đốt lò làm thịt lẫn nhau. Những người đang tranh đấu cho dân chủ tự do, dù bị Cộng sản Việt Nam giả mang đàn áp, nhưng niềm tin và hy vọng cho một tương lai sáng lạng của dân tộc đang giang tay chào đón họ trong khúc hát khải hoàng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Việt Nam rộ tin Trần Đại Quang sắp bị Nguyễn Thiện Nhân thay thế. Bài viết được đăng trên trang người Việt. Sau gần một tháng tiếp tục vắng mặt bất thường trong các hoạt động đón tiếp nguyên thủ ngoại quốc đến thăm Việt Nam, hôm 25 tháng 4 có tin Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang sắp bị thay thế bằng ông Nguyễn Thiện Nhân, đương kim bí thư thành ủy Sài Gòn. Lần gần đây nhất mà các báo lệ phải đưa tin về ông Quang là hôm mùng 2 tháng 4, Ông này tiếp ông Amarigan Gansuk, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ tại Phủ Chủ tịch Hà Nội. Sau đó, giới quan sát đưa ra suy đoán rằng ông Quang nhiều khả năng lại đang chữa bệnh tại Nhật. Nhất là khi ông này bỗng nhiên vắng mặt bất thường trong hai ngày 19 và 20 tháng 4, thời điểm Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Công luận càng thêm tin vào lời suy đoán, vì trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng ông Quang Bà Aung San Suu Kyi gặp đủ ba người còn lại trong cứ trụ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước đó, ông Quang cũng không buồn tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Arefi Larijani, người thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 18 tháng 4. Hôm 25 tháng 4, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, viết trên website của tổ chức này. Từ hồi tháng 8 năm 2017, đã có báo cáo của nội bộ Đảng Cộng sản đề cập về tình trạng sức khỏe kém của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người biến mất khỏi công chúng trong một thời gian dài và được ghi nhận là đang điều trị bệnh tại Nhật. Ông Quang chỉ tái xuất tại hội nghị thượng đỉnh APEC hồi tháng 11 năm 2017. Do vấn đề sức khỏe, ông Quang có thể sẽ bị thay thế tại hội nghị Trung ương 7 sắp diễn ra. Ông Hiệp cũng viết thêm trong số những ứng cử viên được nhắm thay thế vị trí của ông Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và là Bí thư Thành ủy Sài Gòn, được cho là người sáng giá. Nếu ông Nhân được thăng chức, ông Võ Văn Thưởng, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sài Gòn, nay là trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, sẽ quay lại thay thế ông Nhân. Khi tin đồn về ông Quang lại đi nhật chữa bệnh rộ lên, mạng xã hội cũng lan truyền một tấm ảnh. Cho thấy ông này và vợ là bà Nguyễn Thị Hiền đang khẩn cầu rất thành kính tại chùa Mahabohi, Đại Giác Ngộ Tư, tọa lạc tại khu du tích Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng ở bang Bihar, Ấn Độ hồi tháng 3 năm 2018. Cũng có tin đồn rằng, trước khi tiếp tục đi Nhật chữa bệnh trong tháng 4 năm 2018, ông Quang đã viết đơn xin từ chức gửi Bộ Chính trị, nhưng hiện tại chưa có nguồn tin chính thức xác nhận tin này. Tới thời điểm này, ông Quang vừa đánh dấu 2 năm ở cương vị chủ tịch nước. Ngày 2 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Trần Đại Quang, thời điểm đó đang làm Bộ trưởng Bộ Công an, được bầu làm chủ tịch nước. Sự việc Quốc hội khóa 13 bầu chủ tịch nước khi nhiệm kỳ Quốc hội chỉ còn ít ngày đã gây xôn xao dư luận. Trong nhiệm kỳ của Quốc hội Cộng sản khóa 13 từ năm 2011 tới 2016, có tới hai vị chủ tịch nước là Trần Tấn Sang và tiếp đó là Trần Đại Quang.